Sáng ngày 6 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành viên ban chỉ đạo diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, thành phố, nhà máy thủy điện Lai Châu. Cuộc diễn tập thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2, thực hành ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 1, theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh dự báo, hoàn lưu bão số 3 diễn biến phức tạp, khó lường. Mưa lớn kéo dài kết hợp với dông lốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn huyện Nậm Nhùn, gây thiệt hại về người và tài sản nhân dân. Nhằm thống nhất điều chỉnh các nội dung trong kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2023 phù hợp với diễn biến thời tiết trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn tổ chức quán triệt chỉ thị, công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, nghiên cứu đánh giá kết luận tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn, cơ quan thường trực báo cáo đánh giá tình hình thiên tai đã và đang xảy ra trên địa bàn, kết quả ứng phó khắc phục, tham mưu, đề xuất biện pháp ứng phó khắc phục trong thời gian tới, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay sau khi thống nhất điều chỉnh kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn tổ chức giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, tổ chức hiệp đồng, triển khai các biện pháp ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Giai đoạn 2, với tình huống giả định do mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ ống, lũ quét tại bản Nậm Ti, xã Nậm Hàng, làm đổ nhà, cuốn trôi người và tài sản ra sông Đà. Đồng thời, do mực nước thượng lưu thủy điện Lai Châu lên nhanh, đến mức báo động đe dọa an toàn hồ đập, nhà máy thủy điện Lai Châu thông báo xả lũ khẩn cấp đến mực nước vùng hạ lưu lên nhanh, đột ngột đã cuốn trôi người dân bản Nậm Ti đang canh tác, chăn thả gia súc ven sông Đà. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Nậm Hàng nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức cứu vớt người và tài sản, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và huy động lực lượng của các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang cơ động xuống bản Nậm Ti, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ cứu vớt người và tài sản của nhân dân. Dưới sự chỉ đạo hiệp đồng chặt chẽ, cuộc diễn tập đã diễn ra đúng nội dung kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ, được Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh xếp loại xuất sắc. Phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đánh giá cao công tác chỉ đạo của các thành viên ban chỉ đạo diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh và công tác chuẩn bị hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng tham gia diễn tập của huyện Nậm Nhùn. Đồng chí đề nghị các huyện, thành phố thông qua cuộc diễn tập kịp thời bổ sung điều chỉnh các tình huống sát thực tế, qua đó vận dụng vào công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành, các lực lượng tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân trong chủ động ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 35 cá nhân có thành tích trong diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2023.